nó quay chiêu cuối như vậy á, là anh em cứ bấm cái thanh tải thì nó sẽ quay, nó khi mà anh em dùng chữ á thằng này làm gì vậy thì ra là nó cho vàng anh em ạ. Cái cách chơi là như vậy nha anh em, anh em cứ đánh thường, anh em đừng lướt chiêu hai nha, hạn chế lướt chiêu hai, bởi vì để chiêu hai là anh em để khi mà anh em chạy, chứ không anh em không lướt chiêu hai nó sẽ mất rất là nhiều nội tại của anh em, nhiều nội tại như vậy. Úi dù mình quay chiêu cuối thằng đó nằm im ru luôn. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Theo yêu cầu của bạn Quốc Dương, bạn nói hỏi là 2GT khi nào có vì anh. Đấy, thì bạn comment 2GT rất là nhiều lần là anh em ạ. Đấy, thì mình hôm nay mà làm clip 2GT giết đây. À, chạy đâu bạn ơi. Thì bạn ấy đã comment rất là nhiều lần làm vì vị tướng 2GT. Thì hôm nay mình trong cái trận này mình sẽ làm cho vị tướng 2GT và chia sẻ cái video bản ngọc phù hiệu chuẩn và mạnh nhất của vị tướng 2GT cho anh em xem nhé. Rồi thì vào trong game mình đã tiêu diệt được vị tướng Richter của team bạn. Richter của team bạn với cái trang phục Asasuna rất là đẹp anh em ạ. Đấy, trang phục VIP của vị tướng Richter. Nhưng mà trang phục tuy là trang phục rất là đẹp nhưng mà vẫn phải chết với tài 2GT thôi anh em ạ. À, bây giờ team bạn nó đang ăn cái con rồng lộn. Ui anh ơi, thôi mà ui dùi, anh nằm im ru ngay luôn anh em ạ. Khi mà vị tướng Batman của team bạn nó quýnh ulti không trúng thì nó sẽ bị sắp mặt là rồi xong luôn, với giết tiếp luôn cái vị tướng thôn của team bạn anh em ạ. Hãy thôn của team bạn nằm im ru ngay. Đây, tiếp tục luôn, dứt luôn cái vị tướng Ý, sao nó đồng như vậy? Mình mới ra cái mình thấy vị tướng Zue đi xuống nữa nè. Thật là khổ quá đi hả? Nếu như mà pha đó mình băng lên, có lẽ là mình cũng nằm im ru với vị tướng Zue. À, đây rồi, cơ hội là đây chứ đâu. Nhưng mà mình không giết được vị tướng Richter, mà vị tướng Liliana của team mình đã giết rồi anh em ạ. Thì 2GT cũng rất là chơi, rất là sướng nha anh em. Nếu mà anh em cầm 2GT, anh em muốn tốt 2GT, muốn quýnh tốt thì anh em cứ xem clip của HD Game 76. Ôi dù, ui 4 mạng. Một cái quay ulti là nằm im ru ngay anh em ạ. À, anh em cứ xem clip của HD Game 76 hướng dẫn tất cả các vị tướng liên quân mobile cho anh em. Thì về build đồ bản ngọc thì bản ngọc thì mình để ở cái phần bình luận mô tả. Còn cái build đồ thì mình có để ở dưới cái màn hình. Thì anh em cứ xem nó mà xem nha. Ê, xong rồi. Pha này không sống rồi anh em ạ. Mình vừa mới bị team bạn nó úp sọt anh em ạ. Thì mình kêu bạn Liliana quýnh cái trụ mic đi, bởi vì team mình nó ở trên ghế, nó team nó ở trên ghế hết rồi, nó mới quýnh mình xong nên là trụ mic nó sẽ bị thiếu người. Nhưng mà bạn ấy không quýnh trụ mic được rồi, bạn UA nó xuống nó thủ rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái cách chơi của vị tướng, mình sẽ hướng dẫn anh em chơi cái vị tướng 2GT này chơi sao cho nó mạnh nhất nha. Rồi về cái nội tại của vị tướng 2GT thì khi mà anh em đánh thường thì nó sẽ tích lũy cái nội tại, và khi mà đủ cái nội tại thì nó sẽ gây sát thương chuẩn. Và cái nội tại này nó ê mày làm gì vậy, muốn chết à, quay cho mày của ulti luôn, chạy đâu mày. Ui dù, một chuỗi phi tiêu không tới nha nè, một chuỗi phi tiêu không tới thì mình không giết được. Khi mà cái chiêu cuối của quanh cái nội tại của vị tướng 2GT thì nó gây sát thương chuẩn. Bây giờ cách đánh của 2GT á, thì cái chiêu 1 của anh em là cái chuỗi phi tiêu, thì anh em phải liếc cái chuỗi phi tiêu sao cho trúng tướng địch và nó tích lũy cái nội tại trên cái đầu của vị tướng mà mình cần đánh. Về cái chiêu cuối, khi mà anh em bung chiêu cuối thì nó sẽ gây sát thương theo cái một cái chuỗi. Xong rồi. Cái tên nha. Vừa mới định nói là mình sẽ giết được vị tướng Batman, nhưng mà không ngờ nó cho mình lên bảng điểm số luôn đó hả. Ui dùi, Batman nó 5 mạng anh em ạ, nó 5-1 rồi, nó cũng khá là xanh. Thì cái cách chơi á, thì anh em sẽ đánh thường hoặc là dùng chuỗi phi tiêu cái chiêu 1 để anh em cấu máu tìm bạn và tích lũy nội tại, sau đó anh em sẽ bung chiêu cuối. Sau khi anh em bung chiêu cuối thì anh em phải cầm cái thanh tải nha. Cần cái thanh tải, anh em bung chiêu cuối xong là anh em bấm thanh tải, sau đó là anh em thả tay luôn. Thả tay không cần gì hết, để nó tự quay cái chuỗi phi tiêu của vị tướng 2GT. Nó quay chiêu cuối như vậy á, là anh em cứ bấm cái thanh tải thì nó sẽ quay. Nó khi mà anh em dùng chiêu, thằng này làm gì vậy? Thì ra là nó cho vàng anh em ạ.
Cái cách chơi là như vậy nha anh em. Anh em cứ đánh thường, anh em đừng lướt chiêu 2 nha, hạn chế lướt chiêu 2, bởi vì để chiêu 2 là anh em để khi mà anh em chạy chứ không anh em không lướt chiêu 2 nó sẽ mất rất là nhiều nội tại của anh em. Nhiều nội tại như vậy, ui dùng mình qua chiêu cuối thằng đó nằm im ru luôn á anh em. Này, anh em thấy không, khi mà Hayate mà bung cái chiêu cuối ra lên là nó cái chuỗi phi tiêu nó sẽ ăn theo cái tốc đánh của vị tướng Hayate nha anh em. Cái chuỗi phi tiêu nó sẽ tung ra là 5 đợt, 7 đợt và 9 đợt. Thì khi mà anh em còn nhiều tốc đánh thì cái tuổi phi tiêu nó tung ra rất là nhiều. Chính vì vậy nên là cái build đồ á, thì mình sẽ lên full cái build đồ á, thì mình sẽ lên tốc đánh nhiều một tí. Ê, thằng này xong rồi vô rồi ơi không được rồi. Không được là mình không ăn được thôi, chứ còn thằng tu lên nó kêu mày không ăn được để đó tao. Anh em thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ xuống cho tung một chuỗi phi tiêu nè. Ra là mày hai thằng khứa này đó. Mày hả mày? Double kill ngay anh em ạ. Úi dù ui, làm intro với vị tướng Batman của team bạn anh em ạ. Batman của team bạn cũng khá là hay anh em. Team bạn nó chết rất là nhiều nhưng mà Batman nó vẫn giết rất là nhiều team mình. Ở dưới đây thì cái trụ dưới bị vị tướng Gian đập rồi anh em. Thì khi mà anh em chơi vị tướng Hayate á, rất là cơ động và rất là sát thương chuẩn, nó gây sát thương chuẩn nên là anh em không có ngại bố con thằng nào hết. Team bạn càng trâu mà càng trâu thì mình lại càng thích anh em. Mình muốn sát thương chuẩn mà. Mấy thằng trâu nó hay lù đù lắm, mà hay bị lù đù thì bị Hayate nó sẽ dùng cái chủ phi tiêu, nó sẽ kèm theo cái reheal ra thì nó sẽ làm chậm tướng địch. Đấy. Thì team mình ở trên kia vị tướng Grack cũng phải chết rồi anh em ạ. Grack nó đi một mình nó thì ấy, mình lướt lên để mình ê thao anh thao mà thao mà thao mà làm gì vậy. Ui trời ơi thao mà nó thao gì mà chơi dí theo cuối cùng nằm im ru, ai chơi cái lạ lên quấn người ta không chết cuối cùng chết ngược nhục rồi xong kia luôn. Đấy, mình vừa mới nói xong, mình vừa mới định kêu bạn ấy đi về, ai ngờ đâu nó về thiệt luôn, về tới đàn rất là nhanh luôn anh em ạ. Giết được chính mạng rồi anh em. Thì cái trận này cũng là trận lên cao thủ của mình nha. Thực ra thì mình đã lên cao thủ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đôi lúc là phải đánh anh test những vị tướng mà anh em yêu cầu á, nên là mình khi mình đánh test thì mình sẽ bị dễ bị tục rank. Thằng này chết luôn rồi, chạy đi đâu nữa anh ơi double kill ngay anh em ạ. Rồi tiếp tục đây, triple kill không ui dù ui ế sao mình qua đây mình gặp mày vậy nha. Ui dù xong tôi luôn rồi, gặp thằng sơ cúp này thì nó đấm cho view mồm anh em ạ. Trong cái mùa này thì mình lên cơ thủ rất là sớm, mình lên tới cỡ 9-10 sao rồi đó, nhưng mà mình phá xuống còn tinh anh một. Bây giờ trận này thì mình sẽ lên lại cầu thủ anh em ạ. Không biết là lên cầu thủ N lần rồi trong cái mùa này, nhưng mà cái lần lên đầu tiên thì mình lại không quay clip lại cho anh em xem, không có đợt đó thì mình rất là bận nên là mình không ra clip thường xuyên được. Trong cái tháng 6 này mình đang cố gắng để lấy lại cái đề xuất cho kênh, có nghĩa là mình ra video nó đều hơn và nó có tính chất lượng hơn. Thì mong anh em xem clip của mình thì anh em sẽ bấm một nút like, một cái comment muốn chơi vị tướng nào đó thì anh em cứ comment, hoặc là anh em muốn coi cái muốn cách hiểu cách đánh của vị tướng nào thì anh em cứ tìm trên kênh YouTube của mình, hoặc là tìm trên từ khóa đó là cái tên của vị tướng đó kèm với cái kênh của mình, ví dụ như là vị tướng John HDGame 76, Hayate HDGame 76, Florentino HDGame 76. Ôi dù ôi, mình quay anti mình thả tay luôn anh em ạ. Giết được có một mạng thôi, cuối cùng là một cái ulti khá là đẹp nhưng mà không có tiêu diệt được nhiều. Double kill cho vị tướng Liliana rồi anh em ạ. Đấy, cái trụ này đổ xuống nè. Ui dù mình bạn kéo trúng phát là mình cho nó đi Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn á. Nhưng mà bạn kéo trật mất rồi nên là thôi luôn đó hả. Anh ơi, anh kéo ra giùm em một phát luôn đó hả. Kéo ra đây đó, đúng rồi, hay quá anh ơi. Vừa mới nói xong là anh cho mình một mạng nữa luôn. Ui dù không phải là mình ăn anh em ạ. Thì là rồi vị tướng Liliana sát thương bạn ấy quá là to nên bạn ấy đã ăn rồi. Ê, làm gì vậy Batman hả Batman. Ôi dồi, xong tôi luôn rồi, lại chết với vị tướng Scoop của team bạn anh em ạ. Thật là gây khó khăn đến từ vị trí của Scoop của team bạn anh em ạ.
nó cứ canh mai mình gần hết máu, cái nó cũng nó cầm cái nắm đấm vào nó đấm một phát. Thì mình biểu vị tướng gian của team mình nó đẩy lính lên, để lính lên cao chứ đừng ăn quá nhiều quá, để cho team mình nó thằng Thôn nó cuối game team nó thằng Thôn nó rất là mạnh. Nhưng mà vừa nói xong cuối game Thôn mạnh rồi thì nó lên bị đếm số với cái thằng Liliana của team mình rồi anh em ạ. Thực tế mà khi mà đánh game á, những người vị tướng mà đi top á thì anh em phải thường xuyên đẩy lính hai cánh lên nha anh em. Mình bán cái này để mình lên kịp kiếm. Mình mua nhầm cái áo giáp anh em ạ. Khi mình mua cái áo giáp như vậy thì cái giáp hồi sinh của mình nó không có lên được nhanh. Quên nó cây kiếm của mình nó không lên được cây kiếm nên là nó không có đam. Đấy, đây, cái tà thằng ăn được rồi. Phút thứ 12 thì cái con tà thằng này nó sẽ được thả ở cái đường nào thì tùy theo thằng gian nó thả nha anh em. Batman đâu nhỉ? Nếu mà pha này Batman nó dệt mình chết là nguy hiểm lắm anh em ạ. Batman của team bạn không dệt được. À chết Batman rồi. Ui giời, phơi. Đây rồi. Chỉ cần mình đánh là những cái thằng trâu bò cỡ máy nó cũng phải chịu sát thương chuẩn mà nó chết nha anh em. Team bạn chết rất là nhiều người rồi, ba người rồi. Vậy bây giờ mình sẽ quay ulti. Ui giời, lùi ra một tí anh em ạ. Lùi ra một tí rồi vào đập nhà thôi. Team mình nó kết thúc bán game rồi anh em ạ. Vậy thì ván game này thì là trận cuối, không phải là trận cuối nữa mà trận N lên lần cầu thủ. Thì chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em thấy hay thì anh em cứ bấm cái nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Sau khi mình ra clip thì anh em sẽ là người xem đầu tiên. Muốn chơi vị tướng nào thì anh em cứ comment dưới cái phần bình luận để mình làm cho anh em xem nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong cái clip tiếp theo. Đấy, lên cầu thủ rồi anh em, hận 2 nha anh em. Thì tính ra cầu thủ thì mình được 13, 14 mùa cao thủ liên tiếp rồi đó anh em ạ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nhé.